Hôm nay muốn chia sẻ với các bạn một kiểu kết nối dành riêng cho người ít nói. Nếu các bạn không thích nói chuyện, không thích giao du, không thích tham gia vào những hoạt động xã hội, thì trong clip này anh chỉ cho các bạn cách để có thể tham gia vào những hoạt động đó một cách sôi nổi nhất, nhiệt tình nhất, dễ nhất mà không cần phải cố gồng người mình lên. Mình vẫn tham gia vào chính bản thân của mình thôi, các bạn không cần phải nói nhiều hơn. Nhưng mình có thể tham gia cực kỳ nổi bật và sôi nổi. Thật ra kiểu này cũng là kiểu mà những người đã có khả năng xã giao tương tác rồi vẫn có thể ứng dụng được như là một option khác bên cạnh cái việc hòa vào bất cứ cái đám đông nào, nói chuyện với bất cứ ai mà các bạn hay có rồi, thì đây là một cái loại khác mà các bạn có thể tận dụng cho bản thân của mình. Ok, nó bắt đầu bằng chuyện là sáng ngày hôm nay anh với mấy bạn trong team của mình có rủ nhau đi chạy bộ đầu buổi sáng, mặc dù ngày hôm qua đã đi một buổi EM party thoải mái đinh đinh, nhưng sáng ngày hôm nay vẫn rủ nhau những bạn mà muốn, thì chúng ta có thể chạy bộ cùng với một vòng quanh hồ Xuân Hương này. Và trong lúc chuẩn bị chạy bộ đứng thì mọi người cũng nói chuyện với nhau rất là thoải mái về chuyện chạy bộ, rồi trong lúc chạy thì cũng có thể nói và kết nối. Đó là lúc mà chúng ta có thể nói chuyện đấy, nói với nhau về chủ đề gì, nói với nhau về chạy bộ, nói với nhau về sức khỏe, hoặc là trong lúc đó tự nhiên nó nảy sinh ra một cái vấn đề gì đó muốn trò chuyện với nhau thì mình cứ nói thôi. Và mọi chuyện riêng rất là tự nhiên, và anh gọi cái hoạt động đó là recreation. Nên thứ mà muốn chỉ cho các bạn trong ngày hôm nay là phân biệt được giữa hai cái hoạt động kết nối, vui chơi thông thường mà chúng ta hay biết, đó là entertainment and recreation. Hai từ đó đều có nghĩa là giải trí, vui chơi trong tiếng Anh, nhưng thực ra nó có một cái thông điệp sâu rất là khác. Và ngày hôm nay muốn chia sẻ với các bạn làm sao phân biệt được rất rõ những chuyện entertainment and recreation. Entertainment là mình chơi một điều gì đó chỉ để vui, mục đích là để vui. Còn recreation, mục đích là để chơi cái môn đó cho nó tới nơi tới chốn. Và nó sẽ khác biệt không phải bởi vì what, bởi vì cái môn gì, bởi vì chơi thứ gì, tham gia cái thứ gì, mà là bởi vì how, là một cách mà mình tham gia và chơi nó như thế nào. Ví dụ cũng là mình ngồi ăn uống với nhau, đúng không? Nếu mà là kiểu entertainment thì là chỉ là mục tiêu là ngồi có ăn uống là vui rồi, ngồi lại nói chuyện với nhau, cười nói với nhau, chọc ghẹo lẫn nhau. Còn ăn uống chỉ là cái việc phụ thôi, thì như vậy là vui rồi. Còn nếu mà là recreation, trong cái chuyện ăn uống thì sẽ nói với nhau về ẩm thực, nói với nhau về món ăn. Có những người rất là thích về món ăn, thì món Á, món Âu, món Nhật Bản, món Việt Nam thì rất là thích chuyện đó. Nên là bàn với nhau, bắt đầu nếm thử với nhau. Và để có thể chơi theo cái kiểu recreation, đó là cái chúng ta cần kiến thức, cần kỹ năng, cần kinh nghiệm, cần cái việc đào sâu, tò mò, cần nỗ lực của mình rất là nhiều. Nếu mình phân tích kỹ thì thấy từ recreation rất là thú vị. Nó là ghép của hai từ là từ re và từ creation. Creation là tạo ra, recreation là tái tạo lại. Cũng giống như là cái tham gia một hoạt động đó xong, mình sẽ tái tạo lại cơ thể của mình, tái tạo lại cái tư duy của mình, tái tạo lại cái nguồn năng lượng mới của mình khi mình có một cái kết nối theo kiểu recreation. Entertainment là chơi vui thôi. Và anh không có nghĩa nói là chúng ta không nên entertainment nữa mà chỉ recreation thôi, mà là hãy suy nghĩ để biết, để nhìn thấu, để có được sự lựa chọn. Đôi khi mình có thể là entertainment thôi, có những lúc chỉ ngồi chơi chỉ là chơi thôi, lúc ăn chỉ là ăn thôi, gặp nhau là vui rồi, gặp những người bạn thân tình hoặc là tham gia những cái hội nhóm mới, nói chuyện cười nói với nhau là vui rồi. Mục tiêu là để vui, nó cũng chẳng có gì là sai, đúng không? Thì mình có thể chơi theo kiểu đó. Nhưng mà anh muốn nói là các bạn đôi khi mình không nhận ra là có một cái hoạt động chơi theo kiểu khác là recreation. Đây là thứ mà anh học được từ người mentor của mình, là chơi cho nó sâu xuống phía dưới. Ví dụ tới một nơi mới như là Đà Lạt, không chỉ là những thứ mình nhìn thấy được liền, là cái quang cảnh này có gì đẹp, lạnh lạnh, chiêu chiêu, ra chợ để ăn thì ok, nên thưởng thức những thứ đó. Nhưng mà hỏi mình sâu hơn là cái gì mà cái đặc trưng nhất ở Đà Lạt mà chỉ có thể chơi ở Đà Lạt mà không thể chơi ở những nơi khác. Và đó là thứ mà có khi dân địa phương mới biết, đó là có khi là những cái người nào mà rành về, đã từng tới Đà Lạt chơi rồi mới biết là có những hoạt động giống như vậy. Ví dụ như là món ăn, thì có những cái món ăn mà có những người địa phương gần ngồi ở đây họ mới dẫn mình đi được. Hoặc là chơi ngày xưa anh cùng với một vài người bạn và những anh chị trong công ty tới đây chơi là đi cái leo cái thác á. Mấy các bạn nào đã từng chơi cái đó ở Đà Lạt chưa? Ở Đà Lạt có những cái thác mà mình sẽ mặc đồ bảo hộ vô và đi qua từng cái thác một và leo trèo xuống. Cái này chắc là đã có một vài bạn chơi rồi, là một cái hoạt động tạm gọi là mạo hiểm, nhưng mà là có được tổ chức quy mô rất là bài bản.
thật ra khi mà chơi thì cũng không có nguy hiểm gì đâu, nhưng mà nó là cái hoạt động mà cần phải vận động thể chất, còn cũng giống như là trò chơi đu lượng gì đó thì nó cũng sẽ cần hơi mạo hiểm một xíu về mặt cảm giác. Nhưng mà rất là vui. Ngày xưa lúc mà mới tham gia thì tụi anh thấy người nước ngoài chơi chuyện đó rất là nhiều. Bây giờ chắc là mấy bạn Việt Nam cũng tham gia nhiều hơn rồi, nhưng ngày xưa thì hơi ít. Có khi là ít người biết tới nó. Mà khi chơi thì rất là vui. Và cái đó thì đúng là chỉ có lên cái thác ở Đà Lạt mới có, những nơi đó thì không có. Thì cái đó gọi là mình muốn tìm kiếm một cái trải nghiệm gì đó mà nó sâu hơn. Và như anh có nói, một cái trải nghiệm tới recreation nó đòi hỏi một cái tiêu chí là làm sao để mình bước được ở đó. Mình có suy nghĩ khác, có kiến thức khác, có cái kỹ năng khác. Và khi mình nhìn ra chuyện đó, các bạn sẽ thấy là cách để kết nối với nhau thông qua recreation nó rất là đa dạng. Ví dụ như là chơi một môn thể thao cũng là hoạt động kết nối xã hội. Nếu các bạn rất là thích chơi bóng rổ, để kết nối với những người chơi với nhau qua môn bóng rổ, mình phải biết kiến thức về bóng rổ, phải có kỹ năng về chơi bóng rổ. Mình phải thực sự đào sâu, tìm hiểu chuyên môn. Thì ngồi xuống nói chuyện với nhau, nói về gì? Nói về bóng rổ, nói về những cầu thủ, nói về có cái thế mới để tao mới tập được nè. Thì khi đó không cần mà chúng ta phải cảm thấy là mình là người ít nói, nhút nhát rụt rè nói về cái gì. Bây giờ anh nói về cái thứ đó đó, và làm sao để kết nối với nhau, không chỉ là ngồi nói chuyện với nhau mà có thể chơi với nhau luôn. Ê, vô tao mày rủ nhau chơi cái bóng rổ hay là bóng bàn hay là tennis hay là như anh là chơi boxing, thì nó đã có sẵn chủ đề rồi, nó đã có sẵn chuyên môn rồi, và mọi thứ nó sẽ diễn ra một cách rất là tự nhiên. Thì nó có thể là những hoạt động giống như vậy. Có bốn cái thể loại trong recreation mà chia sẻ để các bạn có thể tham khảo. Một là thể thao, mình có thể chọn lựa một môn thể thao nào đó. Hai là văn hóa nghệ thuật, có thể là âm nhạc, có thể là vẽ, có thể là các bạn đi thưởng thức một cái tiết mục nào đó mà nó chạm tới cái cảm xúc của mình. Cái thứ ba là kết nối xã hội, mà anh muốn thêm một từ nữa là kết nối một cách có chủ đích. Có nghĩa là mình kết nối với nhau về với một cái sự gắn kết sâu nào đó mà mình mong muốn. Ví dụ như là anh trong năm vừa rồi anh có hẹn với một số bạn trong team của mình, một số bạn trong core team của mình, hẹn ra uống cà phê buổi sáng tuần gặp nhau một hai lần, mỗi lúc sáng sớm 6:30-7 giờ chẳng hạn. Thì không chỉ là ngồi để tám nói chuyện linh tinh, mà trong lúc ngồi cũng nói chuyện này chuyện kia, nó về bóng đá, về những chuyện đã xảy ra. Nhưng sau đó thông thường khi mà ngồi với nhau buổi sáng như vậy sẽ hay có những ý tưởng mới trong công việc, sẽ hay đào sâu về những cái việc xảy ra. Mà đôi khi mà ngồi báo cáo với nhau trực tiếp thì sẽ rất là khó để chia sẻ được. Nhưng mà khi mà ngồi nói chuyện tự nhiên cái là lại muốn kể cho nhau cái này, nói cho nhau cái kia, nó là update cập nhật thôi chứ không phải là báo cáo nữa. Thì đó là cái kết nối xã hội mà nó theo chiều sâu hơn mà các bạn có thể tận dụng. Và cái thứ tư là những cái trải nghiệm mới cùng với nhau, làm một việc mà mình chưa bao giờ làm, chơi một trò chơi mà mình chưa bao giờ chơi, đi tới một nơi mà mình chưa bao giờ tới. Thì nó đòi hỏi sự tìm hiểu, khám phá, chuẩn bị. Thì đó cũng là hoạt động recreation. Và comment xuống phía dưới xem đâu là cái hoạt động recreation mà các bạn yêu thích nhất, và các bạn đã có một cái trải nghiệm kết nối theo kiểu recreation chưa? Chia sẻ cùng với nhau xem mình nó có khác với entertainment không? Thực sự muốn lắng nghe cái suy nghĩ của các bạn comment xuống xem đó, đó, các bạn có cảm nhận được rõ ràng cái thứ mà nếu mà chơi entertainment nó chỉ tập trung vào niềm vui, thì nó sẽ rất là khác với chuyện là mình tập trung vào cái chuyện là chơi một thứ gì cho tới nơi tới chốn. Bước vào sân đá banh không chỉ là chơi để đá cho nó vui, mà là đá để cho đá, để cho nó thắng, thì khi đó có khi nó mới vui. Và cái niềm vui đó nó rất là khác so với cái niềm vui chơi để vui. Và một lần nữa, hai cái tùy tình huống, tùy trường hợp, nhưng mà có hai cái dạng cảm xúc rất là khác nhau này mà các bạn có thể trải nghiệm. Và có hai dạng kết nối mà các bạn có thể nhìn rộng ra hơn trong cái chuyện mà chúng ta muốn tương tác cùng với người khác. Nên một lần nữa comment xuống phía dưới theo loại recreation mà các bạn rất là yêu thích và trải nghiệm mình đã từng có liên quan tới cái hoạt động đó nha.